cửa khẩu chính thức chốt nha. Cửa khẩu xin chào cả nhà yêu nhé. Hiện tại bây giờ là đang ở cầu Yên Lạnh, nước sông lên rất to. Chuối này đang ngập hết rồi. Hôm qua vẫn còn nhìn thấy những cái đống cát, nhưng đến hôm nay thì đã là không còn nhìn thấy nữa rồi. Nước lên rất là nhanh nhé. Vẫn mấy lồng vẫn cố thủ. Hiện tại là đang đứng ở chân cầu Yên Lạnh nhé. Nhà đang ngập nước vào đến trong sân rồi này. Đây là một cái nhà thờ của một cái dòng họ Lào. Chốt nha, cửa khẩu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chính thức chốt nhá cửa khẩu.